Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau tiếp tục với cả Stick with the City. Thì trước khi bắt đầu dạo thử like xem tí nhá. Ok, bữa nay mình sẽ xem nhạc tiếng to thế nhở. Mà từ đây từ anh em để mình xem ạ. Ok, chắc là mình sẽ để mình vào xem anh em comment những cái gì. Lâu lắm mình không vào xem anh em ạ. Được, lâu lắm mình không vào xem anh em comment những cái gì. Trong đấy thì mình sẽ chơi một bản ngẫu nhiên đây. À đúng rồi, anh em cũng còn mấy cái bàn đúng không nhỉ? Khả năng là cũng có anh em ạ. Nhưng mà mình là đấy mình không có làm nên mình cũng không đọc anh em ơi. Đâu, từ từ để mình vào phần bình luận đã. Nội dung này, nội dung này, số liệu phân tích này, phụ đề này. Ơ, mà cái phần bình luận đâu ta? Đi rồi anh em ơi. Đi rồi, từ từ để mình tí nghe. À ok, được, bữa nay đây rồi, mình tìm được rồi. Các bạn bảo mình chờ 295 và 299, 395 thì mình chơi rồi. Bản là 299 rồi. Đấy, xem thử bài 299 nó như thế nào anh em nhá. Đấy, bạn nào mà mình đã đọc rồi thì mình sẽ like với cả team anh em ơi. 299 mình chơi rồi mà nhỉ. À, bạn này mình biết rồi. Ok chưa, mình là con trai các bạn nhá. Mình là con trai. Mình càng ngày càng lạ do mình càng ngày càng lớn lên thôi anh em. Ai cũng phải lớn lên thôi, giọng nó sẽ thay đổi dần thôi. Mình có vỡ giọng hay chưa thì mình cũng méo biết anh em ạ. Ngày xưa, cái giọng ngày xưa của mình ấy, ngoài ngày xưa là cái giọng của mình nó còn the. Thì giọng ngày xưa của mình nó còn kết hợp với thêm cả cái nữa là mình tua nhanh clip anh em nhá. Ngày xưa mình còn tua nhanh clip nữa. Thế nên thành ra nó mới khác nhiều như thế. Thế này ra là kênh của mình giờ nó có ba giọng. Giọng ngày xưa vừa the kết hợp với tua nhanh. Giọng bây giờ để xong cái giọng ngày xưa nhưng mà không tua nhanh. Nó vẫn là giọng ngày xưa nhưng mà không tua nhanh anh em nhé. Có thêm một giọng nó giọng ngày xưa nhưng không tua nhanh à, giọng bây giờ thôi. Các bạn, anh chơi xuyên 405 yêu cầu giống 395. Ok thôi mình sẽ chơi thử bàn 405 anh em nhé. Ok 405 xem nào. Mình nha, mình chưa rồi nhưng mà mình không nhớ à, yêu cầu sống sót qua đêm. Ra là vậy anh em ơi, ra là vậy. Ok, yêu cầu đúng rồi mình nhầm anh em ơi. Ôi giời ơi, nhầm rồi, nhầm nhọt sang trùng trọt rồi. Không sai anh em ơi, Tèo. Nói chung là đợt này do mình không làm nữa, anh em cũng không comment về việc mấy cái bản đấy anh em ạ. À mà thực ra thì các anh em cũng kiểu là có ấy đâu. Đúng rồi, làm gì có cái kiểu gọi là ấy nữa đâu đúng không. Thôi đây, thoát anh em ơi. Đợt này hơi flop. Kênh mình hơi phấn đấu anh em ạ. Anh em ủng hộ cho mình, comment, like, share, đăng ký cho mình nha. Thì kênh mình lần này nó hơi flop. Cơ bản là dạo này anh em hay xem mà xịn mà, chấm phây, xót mà. Thế là không xem, mình biết hết mà. Chẳng coi mình ngại làm lắm anh em ơi. Ok, mình ngại làm mấy cái đấy lắm. Xem nào. Wait a minute. Cờ lát, trời ơi. Đâu giáo đâu, gọi ngay con giáo ở đây cho solo với con cai. Gọi ngay con giáo ở đây solo với con cai để xem con nào là ngon nhất anh em. Ok chưa? Gọi ngay con giáo ở đây solo với con cai anh em nhá. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ok trời ạ. Tèo. Lên. Solo anh em ơi. Xem đâu mới là kèm mạnh nhất nào. What the hell, solo. Ôi gặp Senphone à. Gặp Senphone anh em ơi. Gặp Senphone rồi. Yes sir. Gặp Senphone anh em ơi. Không sao. Rồi solo. Không biết anh em muốn mình chơi game gì nhỉ. Mới anh em muốn mình chơi game gì. Giờ Stick World Galaxy thì chắc anh em cũng chán rồi. Nhiều bạn cũng chán rồi nhiều thôi. Chứ là thực ra thì anh em toàn xem nó short thôi. Ok chưa. Úi xổ ơi. Sao mình lại được một đàn giáo hỗ trợ này. Mà bọn giáo là hấp thụ sức mạnh của ma cà rồng em nhận đây. Rõ ràng là không có skin ma cà rồng nhưng mà đánh nó lại hồi máu. Không có skin ma cà rồng, không mặc cái gì cả nhưng mà có lại có sức mạnh hồi máu của ma cà rồng. Áo thật, áo Malasada thật chứ anh em ạ. Đừng phải là áo Malasada anh em ơi. Ok chưa. Tèo.
Wait. What the hell? What the hell? Rồi, mày đòi solo à? Và solo à? Làm được cái tuổi anh em cho một con cai đưa ra là ăn đứt luôn anh em ạ. Được chưa? Chỉ cần một con cai đưa ra là ăn đứt này luôn. Mà này làm được cái tuổi. Wow. Từng. Đâu anh em ơi, từ. Solo này. Ui mà khỏe thật đấy, sao lồ nó khỏe thế nhỉ em nhỉ? Lồ cái bạn nó có cái gì mà khỏe thế nhỉ? Ăn gì mà khỏe đấy? Nè, 700 máu mà nó có trâu thế. Hồi máu anh em ơi, cuối cùng lồ nào, hồi máu cuối cùng lồ nào. Không lồ cái bạn ăn gì mà trâu thế nhỉ? Em nhìn kìa, đánh mãi không ngọt kìa. Áo ma thật cái trâu, áo thật cái trâu em ơi. Hửa. Ok chưa. Được chưa anh em ơi? Được chưa? Yes sir anh em ơi. Tương. Easy win. Tèo. Tiếp tục anh em ơi. À chắc khi nào mình phải quay lại sở tích U3 mới đây anh em ạ. Từ lâu lắm mình không qua sở tích U3, mình xem nó có cái gì đấy anh em ơi. Nói mình nhớ anh em ơi. Lâu lắm qua thứ 3 xem nó có cái gì rồi. Từ đã. Ok anh em ơi tiếp tục xem nào. Ok. Đâu rồi? Cái này là cái gì anh em nhỉ? À ok. Rồi tiếp tục xem nào. Bàn này là mẹ vừa vào cho giá vàng này. Bút cuồng nộ phát anh em ạ. Ở này thì mình đang muốn làm PVZ bên ấy, nhưng mà do người mình nó lười quá anh em ạ. Thực ra làm thì cũng được thôi, chẳng qua mình lười quá mình ngại làm. Với cả bên đấy mình có cả làm mod đấy anh em, mình có cả làm mod PVZ đấy. Mỗi tội là nguyên nhân chính thì vẫn là lười thôi anh em. Tất cả mọi thứ được xuất phát từ lười mà ra. Tại sao mình lại lười, tại sao mình lại không nỗ lực tại sao mình không nỗ lực? Né nào, thử một phát nhá. Ôi cái đã xuất hiện rồi. Ok, mình muốn xem thử máu của con này với con giá vàng mình chửi ra khác gì nhau không nhá. Một con 2000 không nhầm nhỉ? À không, hai con này y xì nhau anh em ạ. Ok. Ôi, hai con khổng lồ à. Đây thêm hai người đồng minh của chúng ta nữa. Lên. Nào. Thêm hai người đồng minh nữa, chắc chắn là win được anh em ơi. Ok chưa? Thêm hai người đồng minh nữa, ném đi đúng rồi, ném giáo đi anh em ơi. Anh em ném giáo yếu thế. Em mai anh em ném được 300 dam, mình ném một phát lên 1200 dam anh em ạ. Ảo ma thật đấy chứ. Không sao, mình sẽ kết liễu con Kaider luôn anh em nhá. Nào, kết liễu con Kaider này anh em ơi. Yeah. Đây. Mình cần anh em lên câu cho mình ném giáo anh em ạ. Ôi, ném xịt rồi anh em ơi, ném xịt rồi. Ôi, anh em ăn, em không ăn lại khủng lồ rồi. Đành phải gọi sự trợ giúp của cung thôi anh em ơi, đành phải gọi sự trợ giúp của cái cung thôi. Bây giờ là méo ăn được rồi anh em ạ. Ok chưa. Né chiêu. Đừng có quay mặt vào tao nữa. Quay lưng lại đi. Yeah, quay lưng lại. Ôi đừng. Không em ơi, bị dồn góc rồi. Không. Né chiêu. Quay vẫn chạy được, may quá. Ok. Đây rồi, đây, anh em lên giúp bây giờ anh em ơi. Má câu quá anh em lên giúp. Em đánh khủng lồ cũng đánh được em ạ. Quá là phèn. Quá là kém luôn. Sai em ơi. Đâm. Ok chưa. Solo này đấy. Ôi ôi, ném phát 600 đạn luôn. Phát 2-4 đam. Yes sir anh em ơi. Yeah. Ok chưa. Win rồi. Xài ơi. Easy win anh em ơi. Easy win. Từng. Từ mình có một cái con lưỡi cắn anh em ạ. Khoảng thời gian còn lại thì chắc là mình sẽ mở gacha một tí anh em ạ. Nào, mình sẽ mở hết cái dương này đi. Mấy dương gỗ đi. Khá là phèn anh em ơi, dương gỗ khá là phèn.
đồ chả có đồ ngon. Là sao ngày xưa mình mở mãi, sao ngày xưa mình mở mãi không ra được cái dương skin đào ấy. Mãi mở cực kỳ nhiều mới ra nhá. Đây, dương mạc hơi khó ra, dương vàng dễ ra hơn. Đấy, giá tượng luôn nhá. Dương kim cương thì không phải nói, là kim cương 5 cái và khả năng đến 90% là kiểu gì cũng sẽ ra tượng hoặc là ra thêm một cái skin ngẫu nhiên ở đó. 90% thế, còn là bạn nào mà không ra đi ăn quá còn gì nữa. Đấy, kiểu gì cũng ra tượng. Bạn nào mà không ra đi ăn siêu đen luôn thì chịu luôn đấy. Đấy, ra dung nham này. Đấy, ra tượng. Đấy, lại ra dung nham này. Anh em nhớ, bạn nào mà không ra được là siêu đen đấy. Thôi, nhân phẩm chỉ thế thôi anh em ơi. Anh em làm sao đẹp trai mình được, mình nhân phẩm như này. Ôi ôi. Kể ra mình chưa bao giờ mở ra được full skin ma cà rồng hay là full skin lá nhá. Mình mong rằng là có ngày nào đó mình sẽ mở ra 5 cái này đều là 5 skin. Tỷ lệ rất là thấp luôn anh em nhá. Tỷ lệ mở 5 skin, 5 cái ô này đều là 5 skin, tỷ lệ cực kỳ thấp luôn anh em ạ. Phải nói cực kỳ thấp. Mà nó còn là skin đặc biệt thì còn thấp nữa. Mà nó là ra 5 skin ma cà rồng, 5 con khác nhau, ủa, tỷ lệ siêu thấp. Tỷ lệ siêu thấp anh em ơi. Nói chung là anh em có thể ấy, để anh em có thể khi nào mở dương kim cương ạ, anh em quay trí lại với đâu để ra nhân phẩm như sao. Ok, đây nhìn thôi, chắc clip mình kết thúc cho các bạn, nếu anh em thích nhạc thôi, tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.